Yo, hello, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đến người nha. Chào anh em game hải tài chiến, mình đây là mình đây từ đường phố đấy bạn, ok. Trước bắt đầu video ngày hôm nay, trước vào video cho anh em xem video vẻ. Đầu video anh em tôi xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ channel phát triển nha, cảm ơn rất nhiều. Quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi cập nhật cọ đen rùm chung mới nhất của game hải tài chiến anh em. Không biết là các bạn đã cập nhật chưa? Chưa, tôi có lên video dự đoán nó cho chuẩn rồi anh em. Bên người qua bên camera check luôn các bạn, không cần qua camera.vn để check luôn các bạn. Phang luôn thử xem. Ok. HTHT 2006 đúng không anh em? Chô, chuẩn luôn các bạn. Con này có gì nào? 10 thùng bia được 10 chìa khóa. Một belly, một FP, hạ 10 thùng bia, 10 chìa khóa và 5 xúc sắc. Quá nhanh. Ok các bạn. Rồi. Ai, chứ cái đợt này nhìn chẳng có anh em leo đến tầng 3 nhỉ, mấy tầng trên tầng 3 nó có gì ta? Rồi, xong phần quà cốt anh em. Đợi anh em xúc sắc thế nào? 110 viên thám hiểm bon bi, tôi quên mấy hôm nay không điểm danh các bạn. Hai cái. Sự kiện. Cái sô cô la tuần này tôi chưa đổi à? Thế đổi rồi anh em. À còn nhiệm vụ chiến trường nhỉ. Hôm nay có cắm auto anh em. Hôm nay cắm auto mai nhận quà chiến trường nào đẹp đấy. Lấy quà chiến trường về anh em. Vòng đấu vòng quay chiêu mộ đặc biệt cũng chưa pull, cốc bia vàng cũng chưa hoán đổi, đội linh hồn ây da loanh quanh chịu bao nhiêu thôi. Chúng ta đi gõ boss anh em, đi gõ mấy cái boss thế nào. Top 2, top 5. Ok các bạn, bên này tới phiên tấn công bên này chứ anh em. Đổi qua bên thành cái này coi. Rồi, tấn công các bạn xem có to đam to không nhá. Tấn công nào. Crash ở đây, crash với cả cháu anh em. Illusacy. Nhưng mà đánh hơi toang, nhưng đánh cái này không biết là được mấy lượt đây. Mấy lượt thứ hai mà máu của dâu đen gì đã được cây rồi anh em, toang đấy nhờ. Ây da. Càng đét ạ. Inuasi lại xuống ở cây rồi anh em kìa. Uầy. Lượt thứ 5. Lượt thứ 5 rồi anh em. Căng đét này đền luôn. Đấm đi bớt bảo kích lại. Lượt thứ 6 anh em. Quả nhìn kiểu này chắc đến lượt thứ 10. Cho đi vào đến lượt thứ 10 đi gần hết mà mới lượt thứ 7 rồi anh em. Kìa không pull lượt luôn ạ. Úi giời ơi. Úi giời ơi luôn. Đâu đến ulti xa lượt anh em. Đấy. Lượt thứ 11 các bạn. Ô kìa. Được lượt đến thứ lượt lượt thứ 11 hả? Hai cháu bạn sẽ đánh đến cuối rồi anh em. Nhưng mà Illusi đi sớm đấy. Đâu đen đem được 2 mét à? Top 2. Bên dưới này cũng không có cháu nào hồi máu. Chuyển sang thành thuyết này xem đam nó có to hơn không anh em nhá. Có quên lộn thuyền em gì qua thuyền ấy chứ. Nhầm rồi anh em, nhầm lấn rồi, nhầm lộn rồi. Lại một pha nhầm lấn rồi.
nhảy sàn gì? Sẽ là một đứa nó nhảy bao nhiêu máu anh em? Thì sẽ là một lượt cho nó bị nhảy bao nhiêu máu ạ? Cũng khoan thua lắm, không nhiều, không quá nhiều các bạn. Ok, tầm 4 tỏi, hơn 4 tỏi nên là top 2. Đánh phát nữa thì cũng không lên được top 3 các bạn, đánh cả đánh phát nữa không lên top 3, chỉ được 18 thôi. Trên này thì cấm ấy rồi, thương bất lợi. Đây là bên rồng này. Ô bên này vừa được, bên này vừa được anh em. Để xem nào. Ok, tấn công anh em. Gang BG. Đúng rồi, hay quá. Đúng rồi, hay quá các bạn. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời lứa các bạn. Ngon lành luôn. Cứ gọi là lụm luôn anh em. Đó, lụm luôn các bạn. Lụm luôn. Hay da. Được của nó các bạn. Ui, đánh này cảm giác lâu nhỉ, hai lượt mà đánh giờ, bây giờ mới qua lượt thứ ba anh em, một lượt nó đánh quá lâu nhá, bởi vì cơ bản hai cháu lù cứ đấm liên tục anh em, đó. Tổng hợp một lượt đánh này là trung bình một cháu lù là đánh thêm được 4 lượt nữa các bạn, tính là lượt nữa 6 lượt, hai cháu là 12 lượt đấm anh em trong vòng một lượt, gây thêm nên là thành ra gần bằng x3 các bạn, ba tem đánh một lượt nhân lâu, thế mà sát thương cũng không nhiều nhá. Anh em tôi đánh giá sát thương như thế là không nhiều lắm các bạn. Đấy, mặc dù lần nào lù nên tham chiến nhưng mà sát thương cho thấy là có vẻ không nhiều cho lắm các bạn. Một ping, đấy đúng rồi. Trời, tuyệt vời các bạn. Tiếp nào. Ok các bạn. Nù được 3 tỏi dưới anh em, đang BG lên 2 tỏi 8, còn cháu lại được 900. Cũng đấy chứ, đổi qua thuyền mới này nghe được chưa anh em? Nó lên top 1 nhẹ nhàng luôn các bạn. 16 lên 2. Ui, hơn 8 mét luôn các bạn, đánh một lượt hơn 8 mét luôn anh em. Đẹp rã man ạ. Xong đám boss, tầm bộ nào. Ok. Qua nhìn nó kết thúc liên chiến thì phải xem phải không ta? Từ anh em check xem nào. Nội chiến trường liên đấu đúng đóng cửa rồi anh em. Ây da, đấu đơn hả? Đâu lắm rồi mình cũng không giao lưu PK ở top anh em nhỉ. Nên nào các bác làm chiến cao cao tí không nào. Bác chưa vợ này, 36 củ anh em. Mày lên đây giao lưu anh em có công tí nhờ. Kinh này. Vứt cho mày ra anh em. Zeru này. Ok bạn tấn công. Đầu ngày chưa giao lưu top anh em server bao giờ. Hôm nay làm giao lưu anh em server phát. Odin, ui tuyệt kiếm nghe đau đấy. Odin tuyệt kiếm nghe cũng đau đấy anh em. Vô căng nhờ. Khét đây anh em. Ồ, team mình trong thế mà đánh với anh em trong server vẫn ổn đấy chứ các bạn. Vẫn đam lên chính đến từ BG và Inuashi các bạn. Rồi, kiếm bác chữa vợ này đánh lại phát nữa anh em. Tôi đổi thuyền các bạn, tôi đổi qua thuyền này xem. Đấy không check ký các bạn, nhưng đổi qua thuyền mới xem là đánh đấm ra sao. Thuyền mới xem có hiệu quả hơn không các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Inuashi nào. Odin à, ghê nhờ. Đúng rồi, sợ quá. Đúng rồi, sợ quá bạn ơi.
kinh hỏa hoạn. Ồ, chủ thuyền mới nghe hơi toang các bạn nhé. Ui, thuyền mới nghe hơi toang các bạn ạ. Quy thì vẫn quy anh em, nhưng đổi qua thuyền mới này nghe có vẻ hơi toang hơn các bạn. Đi thuyền này nghe vẫn có vẻ ok hơn, ok là hơn các bạn nhé. Đúng rồi, toang giá ma luôn ạ. Ồ, đổi qua thuyền mới hoan nghe toang hẳn luôn anh em. Đánh ván đầu nó nghe nó lâu hơn. Server của mình với ông chưa vợ là hơn 30 cõi thôi, lại toàn dưới anh em. Thôi thế này nữa anh em. Thôi, ở video ngày hôm nay thì cũng cập nhật qua tình hình quảng cáo sự kiện vui chơi thôi anh em nhé. Clip kết thúc ở đây, hẹn gặp anh em ở clip theo. Cảm ơn các bạn đã dõi theo video của kênh Tiểu Tử Đường Phố rất nhiều. Thì hẹn gặp anh em ở clip theo và rất mong anh em ủng hộ kênh một like, một subscribe và theo dõi channel nhá. Giờ thì bye bye mọi người.